Và một bài hát nữa cũng rất là vui nhộn. Bài hát mang tựa đề Thuở Ấy Có Em. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị đã tới tham dự buổi gala dinner hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Đây hơn xưa.
Xin cảm ơn Đình Bảo. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn Đình Bảo đã đem lại, cùng với Thu Hà đem lại những giây phút bình yên cho chương trình. Bình yên nhưng mà không buồn ngủ, phải không ạ? Và Thu Hà xin hát một số bài hát mà ban tổ chức đã lựa cho Thu Hà để hát trong chương trình này. Hy vọng rằng đây cũng là những ca khúc mà quý vị chờ đợi được nghe Hà hát ngày hôm nay. Hà cũng không biết được hết rằng là có đúng những cái nhạc mà quý vị muốn nghe không. Nhưng mà đây là những cái bài hát mà ban tổ chức đã chắt lọc trong những cái lời yêu cầu. Thu Hà nghĩ rằng là đây là một cái sự chắc là có họp lại của ban tổ chức. Và chắc là có sự tham khảo đối với tất cả những quý vị khán giả ở Montreal. Xin được hát một bài hát của bác Phạm Thế Mỹ là bài Tóc Mây. Xin mời quý vị cùng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chiều hôm qua thì là đúng là lạnh nhưng mà không có tuyết, đang hơi buồn. Bảo chẳng nhẽ là sang từ Cali sang Montreal mà lại không được thấy Giáng sinh trắng. Hôm nay thì Giáng sinh hơi trắng trắng một tí, có không khí nhiều hơn và Thu Hà nghĩ rằng trong những cái ngày phút mà gần cuối năm như thế này thì ở quý vị đã đang được sống ở một cái thành phố phải nói là rất là tuyệt vời. Có lẽ là người dân Montreal thì cứ than thở là lạnh quá, rồi là ở East Coast thì lạnh không chịu được thế này kia, nhưng mà đối với dân Cali như là Thu Hà thì đây đúng là cái mùa yêu thương, mùa của năm, mùa mà quý vị được hưởng cái không khí vừa thành phố vừa rất là đẹp, rồi lại tuyết rơi, mọi thứ rất là lãng mạn. Ngồi trong nhà để mở lò sưởi nướng hạt dẻ. Bên Cali mà giờ này mà nướng hạt dẻ chỉ có mà... Quý vị có biết rằng là 2 năm rồi, Thu Hà là một người rất là traditional. Ngày Giáng sinh là ngày gần Hà dành gần như là không đi show. Và ngày nào năm nào Giáng sinh là cũng về nhà. Mặc dù là có việc có show thì cũng từ chối vào đúng cái dịp Giáng sinh là Hà không đi đâu cả, để ở nhà với gia đình. Mà bởi vì con gái của Hà cũng sinh nhật, cũng là một gọi là Christmas baby. Cháu sinh vào ngày 26 cho nên là gần như 3 cái ngày đó là Hà không có đi đâu. Mà quý vị có biết là 2 năm vừa rồi Thu Hà ở bên California, Thu Hà Giáng sinh là Thu Hà phải mặc thanh top không? Có buồn như thế không? Giáng sinh mà nóng đến mức độ mặc thanh thao. Quý vị ở đây thì được hưởng đúng là cái không khí Giáng sinh rất là tuyệt vời. Và Hà hôm nay cũng cảm thấy rất là vui được đến Montreal hát vào đúng cái ngày này, trong cái tiết trời như thế này. Tuy là vì lạnh nên là có hơi một chút xui xẻo cho Hà. Tại vì là vừa mới cách đây một ngày trước khi đến Montreal thì Hà bị cảm. Nhưng mà thôi, cảm thì mình cũng hát kiểu cảm, có sao đâu phải không quý vị? Miễn là nhiệt tình. Và sau đây Thu Hà xin hát một bài hát. Bài này của ông chú ruột của Hà viết đã rất là lâu. Và bởi vì cái chương trình ban tổ chức nói rằng là đây là muốn làm một đêm nhạc jazz, gần như là rất ít khi tổ chức thể loại nhạc jazz này ở Montreal và muốn làm lần đầu tiên, cho nên là Hà bắt buộc phải hát bài hát này. Đây là bài hát có tựa đề Phố Nghèo. Xin mời quý vị cùng nghe. Những ai đã ở Việt Nam ngày xưa sống trong cảnh nghèo, phố nghèo, bây giờ lên phố giàu rồi thì ôn ôn lại một chút cái phố nghèo ngày xưa nhá. Cà phê đắng dài từng giọt nao buồn, phố cũ
quan âm phù hộ cho con phiêu bạt trở về. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
Đấy, thưa quý vị thấy cái nghề văn nghệ của Thu Hà có vui không? Là ngày Đình Bảo thì ngày xưa là học sinh của bố của Hà, nhưng mà bây giờ thì là bạn song ca trên sân khấu. Tại bây giờ mình cứ càng lớn mình lại càng được song ca nhiều với trai trẻ, thế là thế là thế còn gì bằng nữa vậy? Ôi, phi công trẻ máy bay và ra còn gì bằng nữa. Bây giờ thì trước khi mà Hà hát cái phần dạ vũ của Hà thì Hà phải xin phép với quý vị, là bởi vì lúc nãy là tại vì anh MC không biết là Hà mới hát 3 bài cho nên là anh lên để giới thiệu tất cả các ca sĩ hát bài cuối. Thành ra là Hà có bị thiếu một bài của của khán giả, và tại vì khi nãy Hà xuống dưới kia rất nhiều người yêu cầu cho nên Hà phải xin phép là cho Hà hát cái bài này, nhiều người yêu cầu quá. Xin được trở lại với chương trình nhạc jazz và để trả nợ anh Hoàng và tất cả các anh chị trong ban tổ chức đã kỳ công yêu cầu và kỳ công ghi nhạc, tập nhạc cho em bài này, thì em xin hát bài Thu Cạn một bài thôi ạ. Sau đó thì em sẽ lại hát những bài khiêu vũ để cho quý vị khiêu vũ ạ. Chiếc lá khô rơi vào chiều đầy gió à. Không còn gì cho nhau, quán cà phê đan dương căm buồn, những điệu buồn ra xiết đắng cả những viên đường. 1, 2, 3, 4 chiếc lá thả vào buổi chiều đầy gió, chiếc lá đi hoang rơi xuống đêm sâu lãng quên, thả vào mọi điều vô nghĩa, thả vào mọi điều chưa nói. Chiếc lá khô rơi vào chiều đầy gió à, không còn gì cho nhau, quán cà phê đang dương cầm buồn, những điệu buồn ra riêng đắng cả những viên đường. Buổi chiều đầy gió
Cảm ơn các bạn của tôi đã đi từ rất là xa đến đây để ủng hộ cho chương trình và để gặp Hà. Cho em xin hát một câu thôi. Một câu này, bài này không có nhạc, để tặng một người bạn ở đây là người đẹp Mộc Miên. Chị vừa là vừa là diễn viên điện ảnh, vừa là người mẫu. Có một câu hát xin hát tặng. Chắc là đây là bài favorite song hay sao không biết nữa, nhờ thì yêu cầu thì hát. Xa xôi trong tay người là trà hoa gạo, em nhập nhòe chạy trong mưa đêm, anh lập loè đi tìm hoa gạo. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin được trở lại với chương trình Dạ Vũ. Để cho tất cả mọi người cùng phiêu vũ. Ôi chết rồi. Cho em hát bài lúc nãy là có người yêu cầu bài Tình Yêu Đến trong Dã Từ. Anh ơi xin hãy đừng buồn quyết nuối làm gì, tình yêu đến trong lần cuối. Ai có hay biết cho lòng người trốn xa xôi, năm tháng tình nuối cuộc tình sao sớm chia phôi. Sương tuyết sao nỡ chôn vùi dĩ vãng đời người, tình yêu đến trong Dã Từ. Sweet dream.
cùng một điệu. Chiều hoàng vắng chiều...
that want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Everybody looking for something.